Trận đấu giữa Manchester City và RB Leipzig tại Champions League đã diễn ra kịch tính. Phút 79, khi tỷ số đang là 1-1, huấn luyện viên Pep Guardiola quyết định tung Julian Alvarez vào sân thay cho Phil Foden. Tiền đạo người Argentina chỉ cần 5 phút để tạo cách biệt cho đội khách. Alvarez nhận bóng từ Jeremy Doku và cứ lòng từ sát mép phòng cấm, ghi bản tung lưới thủ môn Janis Blaswick của Leipzig. Thất bại này khiến Leipzig phải dâng cao để tìm kiếm bản gỡ. Tuy nhiên, thay vì giành lại một điểm, đội chủ nhà đã phải trả giá đắt cho nỗ lực được ăn cả ngã về không. Phút 90 cộng 2, sau một pha phản công từ sân nhà, Alvarez chuyển bóng xuống cho Doku, người đã đối mặt với thủ thành Janis Blaswick và ghi bàn thắng thứ ba cho Manchester City. Điều này đã ấn định chiến thắng 3-1 cho đội khách. Trước khi có hai bàn thắng muộn, Manchester City đã gặp không ít khó khăn trước Leipzig. Nhà đương kim vô địch chơi áp đảo, nhưng bỏ lỡ phần lớn cơ hội. Phút 14, Rico Lewis có một cú sút bật chân từ cự ly 7 mét nhưng không thành công. Không lâu sau đó, Foden cố gắng cưới lòng khung thành, trong khi Bernardo Silva cũng sút trúng tay một cầu thủ của Leipzig nhưng không được trọng tài thổi phạt đền. Manchester City chỉ có được một bàn thắng trong hiệp 1, khi Foden vô lê đập đất tung lưới Blasic ở phút 25. Leipzig phải đợi đến cuối hiệp 1 mới có cơ hội đáng kể đối với họ. Tuy nhiên, sau khi hiệp 2 bắt đầu 3 phút, đội chủ nhà đã có bàn gỡ. Sau sai lầm mất bóng của Jack Grealish, Sir Poulsen chọc khe từ sân nhà cho Loa Opender, người đã băng xuống sút bóng đập sàn ngang và lập công cho Leipzig. Erling Haaland đã thi đấu suốt hơn 90 phút. Tuy nhiên, tiền đạo người Na Uy không thể lập công, trong khi anh từng ghi 5 bàn vào lưới Leipzig trong trận lượt về vòng 1 phần 8 mùa trước. Phút 57, sau một quả tạt chìm của Foden, Haaland đã đệm bóng vọt xa. Đến phút 64, đường kim vua phá lưới Champions League bị thủ môn Glaswick từ chối cơ hội ghi bàn thứ hai của mình.